Chào mừng cả nhà đến với kênh Minh Phương Vlog. Vị trí hiện tại mình đang đứng đây là trong khuôn viên của ngôi chùa Quan Âm, quận 12. Thì chùa Quan Âm, quận 12 này tọa lạc tại 102 sạc 4, đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 âm lịch, cũng là trong dịp đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, thì chùa Quan Âm có tổ chức cái chương trình bông hồng cải áo, mời Phật tử khắp nơi để về tham dự cái chương trình. Trong cái chương trình đại lễ Vu Lan Báo Hiếu và cái chương trình mình thấy khác với những ngôi chùa khác là có chương trình dân sữa và đốt đèn như quả đăng đó cả nhà. Thì chương trình này rất là xúc động. Mình thấy chị MC đọc Diễm Ngâm Thơ nói về tình mẹ mà chị xúc động khóc rất là nhiều cả nhà. Và đặc biệt hơn là những người Phật tử bà con cũng như là những Phật tử ở trong chùa cũng vô cùng xúc động, vô lệ rất là nhiều luôn. Rồi chúng ta cùng tham gia vào cái chương trình bông hồng cải áo tại chùa Quan Âm, quận 12. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Đạo Phật là đạo hiếu, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Thật vậy, sau đây để tiếp mạch cảm xúc tri ân và báo hiếu, chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức mời toàn thể quý vị hãy trải lòng mình cùng lắng nghe và cùng hoài niệm. Chúng con tin chắc rằng quý vị sẽ tìm thấy mình, tìm thấy gia đình mình, tìm thấy song thân trong ý nghĩa cài hoa hồng. Ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời Phật tử Nguyễn Thị Thanh Thảo, pháp danh Nguyên Hương, sẽ đại diện cho toàn thể hội chúng cùng kính dâng lên chư Tôn Đức gửi đến pháp hội ý nghĩa cài hoa hồng. Xin trân trọng kính mời. Xin mời đoàn cài hoa cho cung kính cài hoa quý chư Tôn Đức và sau đó cài hoa cho toàn thể Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch chư Tôn Đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trung nguyên ngày hội Vu Lan, bến giác chiều thu sóng đảo ngàn. Những ai là người mang ơn nặng đều vần lòng thành đón Vu Lan. Kính lạy cha mẹ hai đấng sinh thành bậc ân nhân vô thường. Tháng bảy về, tiếng chuông chùa trầm lắng vang vọng như thức tỉnh chúng con hiện diện để lắng nghe, thấu hiểu và cảm nhận nguồn yêu thương cao cả, ấm áp mà hai đấng sinh thành đã ban cho. Mẹ, người đã nâng niu, gìn giữ chúng con suốt 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Người đã mang cho con hình hài và nhịp sống, trái tim, mạch máu, hơi thở, nụ cười và nguồn yêu thương vô tận. Những lời ru của mẹ từ thuở nằm nôi sẽ theo dấu chân con trên vàng nẻo đường đời. Mẹ là cả một trời thương, mẹ là cả một thiên đường trần gian. Tiếng ru mẹ ấm vô vàn, nuôi con trong tiếng tơ đàn văn chương. Mẹ luôn có mặt bên con, dắt dìu, an ủi, động viên, chắp cho con đôi cánh của niềm tin và hy vọng, để con vươn lên trên cuộc sống. Mẹ ơi, mẹ cho con tất cả, hết quãng đời tuổi xanh. Cả yêu thương dịu ngọt, rộng hơn biển trời thanh. Mẹ là gió mát tinh anh, là cây tiên dịu, là cành thủy dương. Mẹ là hoa, mẹ là hương, mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm màu. Cha, linh hồn của đá, người luôn mang hình dáng nghiêm nghị, vững chãi và bao dung, là điểm tựa nâng đỡ cuộc đời con, trầm ấm mà kiên cường, lặng yên mà sâu thẳm. Cha, cho con sức mạnh,
niềm tin, ý chí, quyết tâm và nghị lực phi thường. Cha bảo vệ, che chở cho con. Ở bên cha, con luôn có cảm giác an toàn và yên tâm. Cha dạy cho con sự dũng cảm, gan dạ để can đảm tiến bước, dẫn thân trải nghiệm, học hỏi để trưởng thành. Cha dạy cho con biết ước mơ, sống chân thành, hào sảng, vững bước trên chính đôi chân của mình. Những áp lực, gánh nặng, cha gánh hết trên vai để cho con được sống trọn vẹn tuổi thơ vô tư và tự tin lớn lên giữa cuộc đời. Tình yêu thương của cha ít khi được thể hiện bằng lời mà thường bằng hành động. Đó là những giọt mồ hôi trong lao động để lo cho cuộc sống của gia đình, là ánh mắt trăn trở giữa đêm khuya luôn dõi theo từng bước con đi, là nụ cười đầm hiền khi thấy con từng ngày lớn khôn thành công hạnh phúc. Sự hy sinh cao cả của cha, tình yêu thương vô bờ bến của mẹ là sự hiến tặng rộng lớn mà không bao giờ cầu mong đáp trả. Tình thương vẫn tuôn trào như dòng suối tấp tần hồ về. Tình nghĩa ấy, ân đức ấy, bao la trời biển. Lời lẽ nào nói cho hết, bút mực nào tả cho cùng. Ôi, ngôn ngữ trần gian khờ dại quá, đừng sao đầy hai tiếng này cha. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng được cài lên mình đóa hoa màu hồng tươi thắm, biểu tượng cho tình yêu và hạnh phúc. Quý vị sẽ cảm thấy xúc động và vui sướng vô cùng vì mình còn cha, còn mẹ. Tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết mình để cha, để mẹ được vui. Còn nếu mất cha, mất mẹ, quý vị sẽ được cài lên ngực đóa hoa màu trắng, sự nhớ thương và tri ân, nhắc nhở người con không quên công cha, nghĩa mẹ, nghĩa trời. Ý nghĩa của việc cài hoa hồng cũng đã được Hòa thượng Thích Nhất Hạnh giải thích ngay trong vở phẩm Bông Hồng Cài Áo. Nếu anh còn, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo và sẽ tự hào được còn mẹ. Nếu anh mất mẹ, sẽ được cài lên áo một bông hoa trắng. Người được cài hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương, không quên mẹ trừ đại quốc. Người được cài hoa hồng sẽ thấy sung sướng, nhớ rằng mình còn mẹ và sẽ cố gắng để làm mẹ vui lòng. Kẻo một mai người khuất núi cỏ có thang cũng không còn thịt nữa. Đối với quý vị tu sĩ, những người xuất gia đã từ bỏ thế tục mượn thân tử đài do cha mẹ sinh ra để trên cầu giải thoát, dưới cứu độ chúng sanh, sẽ cài lên mình những bông hoa màu vàng để thể hiện lòng biết ơn cha mẹ rộng lớn và cao cả hơn. Vu Lan là dịp đặc biệt để chúng ta lắng lòng, sống chậm lại để hiện diện tròn vẹn với mẹ, với cha, để kết nối biết ơn và yêu thương nhiều hơn. Cầm đóa hoa trên tay, cài lên ngực áo, xin quý vị hãy quán tưởng rằng trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh nghiêm nghị của cha. Từng cánh hoa là từng giọt sữa ngọt ngào chứa chan tình yêu thương của mẹ. Cha mẹ dù đang hiện tiền hay đã mất, người vẫn đang hiện hữu trong ta, trong mỗi nhịp thở, nhịp đập của trái tim,
trong dòng máu đỏ tươi đang lưu thông trong huyệt mạch. Xin hãy cài hoa và hướng về cha mẹ với trọn vẹn sự hiện diện của mình trong tình yêu thương và biết ơn vô tận. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Xin trân trọng cảm ơn Phật tử Thanh Thảo đã thành tâm cung kính chư tôn đức và toàn thể quý vị qua ý nghĩa cài hoa hồng. Vào ngày lễ Vu Lan, người ta sẽ cài lên ngực một bông hoa hồng để bày tỏ lòng thành với cha mẹ tổ tiên. Nhiều người có câu hỏi rằng, vào ngày lễ Vu Lan nên cài hoa gì? Nghi thức bông hồng cài áo này bắt nguồn từ thiền sư Thích Nhất Hạnh. Chuyện kể rằng, trước năm 1962, trong một lần thiền sư vào nhà sách ở Nhật Bản, vào đúng ngày của mẹ, Mother Day, ngày lễ truyền thống của nhiều nước Âu Mỹ, thiền sư đã được một cô gái cài lên áo tràng một bông hoa trắng mà không rõ lý do. Hỏi ra thì thiền sư được biết trong ngày này ai còn mẹ thì được cài bông hoa đỏ, ai mất mẹ thì cài hoa trắng. Năm 1962, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết nên quyển sách mang tên Bông Hồng Cài Áo. Chính câu chuyện trên của thiền sư đã là khởi điểm cho nghi thức bông hồng cài áo mùa Vu Lan và làm đề tài cho nhiều tác phẩm nghệ thuật về sau. Điển hình là bài hát Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ viết vào năm 1967. Vào ngày lễ Vu Lan, khi đến chùa, bạn không nên quên dừng lại để cài cho mình một bông hồng trên ngực áo. Bông hồng được coi là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý. Do đó, khi cài bông hồng lên ngực áo, chính là tình cảm đẹp nhất, chữ hiếu mà con cái gửi đến đấng sinh thành. Khi được cài bông hồng đỏ, bạn phải biết trân trọng điều đó, vì đó chính là điều khẳng định tôi thật may mắn khi còn cả cha và mẹ trên đời. Nếu còn mẹ mất cha, bông hồng màu hồng sẽ dành cho bạn. Còn nếu không may, không còn ba mẹ trên đời nữa, thì bạn sẽ nhận bông hồng màu trắng. Khi nhận được bông hoa trên ngực áo, bạn sẽ cảm thấy mình nên sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và trân quý, đền đáp báo hiếu nếu mình còn cả ba và mẹ. Thank you.
Thank you.
Thank you.